Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Trong các bản tin buổi chiều ngày hôm nay thì mình xin gửi đến quý vị những cái thông tin khá là nóng luôn quý vị. Có thể nói là cái thông tin của chị Nay về cũng đang khiến cho nhiều người cảm thấy rất là vui sướng. Và coi như là chị Nay về thì cũng sẽ giúp sức cho Hồng Loan cũng như là luật sư Tiết Ngọc trong cái vụ xét xử căn nhà số 5. Tuy nhiên mình cũng không biết tại sao phía bên kia họ lấy cái lý do gì và họ dựa vào đâu mà tiếp tục có những cái động thái cho rằng là họ sẽ tiếp tục chưa từ bỏ cái vụ căn nhà số 5. Nghe đâu là cái thằng đạo diễn Đức Ngất gì bên kia nó nói là có khả năng là phiên tòa xét xử trong tháng 9 này thì cô Sáu giành chiến thắng đến 90%. Thực sự là những cái điều mà tụi nó nói rất là vô lý luôn quý vị. Không biết là tụi nó lên tiếp tục dẫn dắt cái đám dư luận viên của bên kia như thế nào nữa. Và trong một cái động thái khá là mới thì